Sáng ngày 19 tháng 7, công ty cổ phần đầu tư Đông Sơn đã khởi công dự án khu nhà ở thương mại Tràng Hạ cùng với sự hiện diện của ban lãnh đạo thị xã Từ Sơn và gần 300 khách hàng với quy mô gần 14 hecta, bao gồm đất ở, đất cây xanh, đất trung tâm văn hóa thể thao, đất khu du lịch tâm linh và đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hứa hẹn sẽ đem đến cho khách hàng những không gian sống sang trọng, đẳng cấp, hiện đại, xanh, sạch đẹp và tiện ích. Đây cũng được xem là dự án trọng điểm tại trung tâm quy hoạch đô thị đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trung ương dự án khu nhà ở thương mại trang hạ sở hữu vị trí chiến lược hội tụ đầy đủ giá trị khẳng định tiềm năng phát triển và sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư dự án cũng là quỹ đất cuối cùng tại khu vực có đầy đủ pháp lý và được cấp quyền sử dụng đất lâu dài sự xuất hiện của dự án khu nhà ở thương mại trang hạ tại trung tâm quy hoạch tử sơn đã nhanh chóng trở thành điểm nóng đầu tư bất động sản ngoài ra dự án còn được các chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá là một trong những điểm sáng góp phần vào việc tạo nên một hình mẫu đô thị hiện đại giúp giúp người dân an cư xây dựng cuộc sống và tạo dựng thêm nhiều thặng dư cho xã hội. Được biết, trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay, công ty cổ phần đầu tư Đông Sơn đã trở thành một trong những nhà thầu uy tín trong lĩnh vực xây dựng, được nhiều chủ đầu tư đánh giá cao, có đóng góp đáng kể trong nguồn ngân sách địa phương, giải quyết công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động trên địa bàn.